Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tư vấn sức khỏe của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay trên các mạng thông tin đại chúng đã quảng cáo rất nhiều những cái dược liệu có thể làm đẹp da một cách nhanh chóng. Nhưng sử dụng những cái liệu pháp đấy liệu có an toàn và hiệu quả hay không? Ngày hôm nay chúng tôi đã mời đến chương trình tư vấn sức khỏe lương y Phùng Tấn Giang. Vâng ạ, để có thể chia sẻ với quý vị và các bạn những cái liệu pháp làm đẹp từ thiên nhiên một cách hiệu quả và an toàn nhất. Trước tiên xin cảm ơn lương y Phùng Tấn Giang đã tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Thưa anh, là những cái liệu pháp về thiên nhiên thì người xưa đã rất là chú trọng để có thể chăm sóc sắc đẹp của mình. Vậy anh có thể chia sẻ một chút về cái cách chăm sóc sắc đẹp của các cung tần mỹ nữ ngày xưa không ạ? Đối với người phụ nữ thì thời đại nào cũng cái việc chăm sóc sắc đẹp là rất cần thiết. Từ ngàn đời nay thì các cái cung tần mỹ nữ cũng lựa chọn cái kỳ hoa dị thảo nhất, cái phương pháp nào tốt nhất cũng chỉ nhằm mục đích chăm sóc sắc đẹp. Cái mục tiêu của họ là chăm sóc sắc đẹp một cách bền vững và khá tổng thể. Người phụ nữ quan trọng nhất là nội tiết tố và dương khí. Khi người phụ nữ mà cái dương khí nó tốt, sắc mặt hồng sáng, môi miệng tươi nhuận, thế và da mịn màng. Để chuẩn bị cho cái việc làm đẹp đó thì các cung tần mỹ nữ ngày xưa thì chuẩn bị rất kỹ. Việc đầu tiên phải chuẩn bị được những cái liệu pháp để uống. Uống để làm sao ổn định nội tiết, tăng cái dương khí lên vùng mặt một cách tốt nhất để đẹp một cách bền vững, chứ không phải đẹp xong nó lại tàn lụi một cách nhanh chóng. Việc thứ hai là họ sử dụng các loại thảo dược thiên nhiên để chăm sóc. Thế, ví dụ như bột ngọc trai, rồi hoa đào, thế rồi rất nhiều vị thảo dược khác, nó rồi các loại sâm. Nhân sâm là bí quyết chăm sóc sắc đẹp của các cung tần mỹ nữ Trung Quốc xưa. Nữ hoàng Cleopatra đã sử dụng sữa và mật ong như một liệu pháp giữ gìn dung nhan tươi trẻ. Ngoài ra, nữ hoàng còn dùng bùn, khoáng, ngọc trai để duy trì nét thanh xuân cho mình. Với mặt nạ được chế biến từ những nguyên liệu này, không những có thể khử vàng, làm da dẻ tươi mịn, mềm mại và dồi dào độ đàn hồi, mà còn hút được các chất bụi bẩn trong lỗ chân lông và tế bào da chết, làm sạch da và duy trì một làn da trắng trẻo, nõn nà. Hiện nay thì đã có rất là nhiều những cái liệu pháp làm đẹp cấp tốc, ví dụ như là tẩy trắng da mặt này, hay là tẩy trắng toàn thân. Thế nhưng mà những cái liệu pháp đấy thì liệu có an toàn và hiệu quả hay không? Và những người mà sử dụng những cái liệu pháp đấy thì liệu có bị cái hậu quả gì hay không? Nguyên tắc là muốn chữa được cái bệnh đó một cách bền vững, và muốn làm đẹp cái bền vững thì mình phải chuẩn bị kỹ. Không nên sử dụng các cái phương pháp nó lột da một cách nó nhanh chóng quá. Thì khi mình chưa kịp chuẩn bị cái làn da mới nó khỏe để thay thế cái làn da mình lột vừa mới lột ra, thì cái làn da mới đấy nó còn yếu hơn làn da trước, và nó có thể gây ra các cái, một là xấu hơn này, hai gây ra nhăn da này, thế rồi lão hóa da nhanh chóng này, rồi rất nhiều trường hợp có thể gây dị ứng và có thể tiến tới là ung thư da. Bởi cái điều này là cái điều mà rất nhiều chị em đã mắc phải. Và tôi khuyên các chị em là nếu định làm đẹp thì nên có cái sự chuẩn bị một cách nó toàn diện, chứ không thể là mình lựa chọn những phương pháp nó đơn giản quá thì có thể mang họa vào thân. Chị Nguyễn Hồng Hạnh đã nghe theo lời giới thiệu của bạn bè để tìm đến liệu pháp tẩy trắng da bằng công nghệ cấp tốc đang được quảng cáo tràn lan trên các trang mạng xã hội. Sau khi sử dụng một thời gian, da mặt chị đã xuất hiện những hiện tượng như nổi mụn, bong trắc da. Thực ra là mình cũng đi tìm để cái phương án để tẩy trắng da ấy. Thế cũng sử dụng một số cái mà được quảng cáo với cả bạn bè giới thiệu, nhưng mà thực sự là nó không hiệu quả, và tức là nó cũng sẽ hiệu quả nhưng mà thời gian rất là ngắn. Thứ hai là sau đấy thì da mình chỉ tức là nó bắt đầu bị tức là mỏng da đi, và tức là và mụn miếc lên rất là nhiều. Mình rất là sợ. Với việc sử dụng những sản phẩm thuốc tẩy trắng da cấp tốc, không có nguồn gốc xuất xứ, có chất lột tẩy mạnh, nhiều trường hợp đã bị phản ứng thuốc, nhẹ thì phát ban, nổi mần đỏ, bong tróc da, nhẹ thì sốc, nhiễm độc, thậm chí đe dọa đến tính mạng.
Anh có thể so sánh về cái hiệu quả cũng như là cái tác dụng của việc chăm sóc sắc đẹp bằng liệu pháp thiên nhiên cũng như là chăm sóc sắc đẹp bằng những cái liệu pháp cấp tốc mà hiện nay đang quảng cáo tràn lan trên các trang mạng xã hội không ạ? Thực ra thì với các liệu pháp thiên nhiên hiện nay thì cái việc đầu tiên là nó rất an toàn và hiệu quả. Và những cái hiệu quả của nó chậm, không nhanh như các liệu pháp siêu tốc. Nhưng mà cái chậm đấy nó bền vững thì theo tôi nghĩ là các bệnh nhân nên quan tâm đến liệu pháp cũng làm đẹp một cách từ từ thôi. Mà nó bền vững thì tốt hơn là mà đẹp một cách siêu tốc. Vậy anh có thể chia sẻ cho khán giả một số bí quyết làm đẹp hiệu quả từ thiên nhiên ạ? Và nên dùng những cái vật liệu như thế nào? Để chăm sóc da bằng các thảo dược thiên nhiên thì chị em thì cũng nên học các cái bước chăm sóc da một cách nó nhẹ nhàng. Thì bước đầu thì có thể mình tẩy da chết để làm sạch da. Sau đó thì mình đắp các một loại mặt nạ để chăm sóc da. Nếu mà không phải đến spa thì các bạn có thể dùng một số một cái vật liệu rất đơn giản. Ví dụ như là dùng mật ong này, rồi dùng các cái sản phẩm thiên nhiên, ví dụ như là quả bơ này, đấy, rồi lô hội này. Đấy, rồi các cái sản phẩm như dầu dừa mình có thể tự chăm sóc da ở nhà. Các tính chất kháng khuẩn của gel lô hội giúp loại bỏ dứt điểm các vấn đề liên quan đến da như mụn trứng cá, mụn nhọt làm sáng da. Lô hội giúp dưỡng ẩm da, giữ ẩm và trẻ hóa làn da của bạn. Nó giúp làm dịu đau, chống nhiễm trùng và viêm da. Nó là một liều thuốc tuyệt vời để điều trị bệnh chàm, vết cắt, vết côn trùng cắn, cháy nắng. Lô hội cũng được biết đến với tác dụng chống lão hóa và xóa mở nếp nhăn, các đốm đổi mùi của da. Gel lô hội còn là một nguồn giàu chất chống oxy hóa tự nhiên có lợi cho sức khỏe tổng thể của bạn. Cách làm sáng da bằng lô hội: trộn một số gel lô hội với một vài giọt nước cốt chanh, sau đó áp dụng nó đồng đều trên mặt và cổ của bạn để chúng lưu lại trên da trong 15 phút rồi rửa sạch với nước ấm. Có một khán giả đã gửi thư về chương trình tư vấn sức khỏe và có nói rằng là hiện nay thì da mặt của chị đấy đang bị chảy xệ rất là nhiều, không được căng nữa và chị đang muốn bơm Boston vào mặt. Thì theo anh thì chị có nên làm như vậy hay không? Hay là tìm đến một cái liệu pháp thiên nhiên nào để có hiệu quả tốt hơn? Cái bơm Boston thì nó chỉ giải quyết vấn đề trước mắt. Và cái nguy cơ biến chứng của nó cũng cao. Nên nếu chị em có bị chảy xệ da mặt thì mình có rất nhiều phương pháp nam y khác, nó giải quyết rất tốt. Một, nó có thể mình đi dùng các cái bài spa làm thon gọn da mặt, thon gọn cái vùng mặt để cho nó tránh chảy xệ. Dùng các liệu pháp thuốc chăm sóc một bằng thảo dược để giải quyết nó thon gọn vùng mặt thì nó sẽ bền vững hơn. Kết hợp với các cái liệu pháp trị liệu bấm huyệt để làm cho tăng cái dương khí, ổn định nội tiết, để phải làm cho cái mặt của mình nó thon gọn và da rẻ nó đẹp. Một lần nữa xin cảm ơn Lương Nghi, Phùng Tấn Giang đã tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Vâng, thưa quý vị và các bạn, qua cuộc trò chuyện với Lương Y, Phùng Tấn Giang, chắc hẳn quý vị và các bạn đã có những thông tin hữu ích nhất về cách chăm sóc da mặt cũng như là chăm sóc cơ thể bằng liệu pháp thiên nhiên một cách hiệu quả và bền vững nhất.